Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thêm dữ liệu xuống cơ sở dữ liệu theo cái công nghệ Linkquy, mà cụ thể là chúng ta sẽ thêm các cái thông tin như mã sinh viên, họ sinh viên, tên sinh viên, rồi chúng ta có thể cập nhật hình xuống cơ sở dữ liệu. Tôi ví dụ như đây là cái giao diện chúng ta sẽ nhập ngày tháng, nhập họ tên, nhập các cái kiểu dữ liệu như là năm sinh, địa chỉ, hoặc là nhập thì chúng ta thêm hình ảnh trực tiếp xuống. Tôi ví dụ đây là cái data bài, thì chúng ta thêm từ cái giao diện web xuống data bài. Thì để làm như vậy cho nó nhanh và tiện lợi thì tôi chuẩn bị trước một cái data bài có sẵn, các bạn chú ý. Rồi, tôi mở SQL này. Rồi, và đây là tôi mở cái file SQL. Đây ví dụ như tôi thêm cái phần là sinh viên, thì đây các bạn chú ý, đây tôi đang có mục là tôi tạo một table tên là sinh viên, tên là quản lý sinh viên. Đây rồi, như vậy tôi tạo một table này và đồng thời trong table này cái tên cơ sở dữ liệu của tôi ở đây tên là quản lý đào tạo, và tôi sử dụng cái này. Rồi tôi bấm để chạy. Rồi sau khi tôi chạy xong thì các bạn bên đây sẽ có một quản lý đào tạo. Ở đây tên là quản lý đào tạo của tôi này. Rồi ở trong quản lý đào tạo tôi có cái table tên là quản lý học viên. Rồi sau khi tôi đã tạo được, tôi ví dụ trường hợp là tôi đã tạo một cái table rồi, table tên là học viên, và cái data bài của tôi là đây. Rồi trong table có cái này. Rồi sau khi xong tôi bật cái dữ liệu là bật cái phần mềm C# này. Ở đây tôi đang dẫn là phần web form. Rồi thì để tiện cho quá trình sử dụng ở đây tôi cũng đã tạo ra một cái table, tôi đã mở sẵn một số web tôi có sẵn đây cho nó nhanh nhé. Rồi sau khi mở lên thì các bạn thấy ở đây tôi thiết kế một cái user control tên danh sách học viên, thì tôi thêm một viên vào, tôi nhấp phải đi xa ha. Rồi thì đây các cái table tôi có đặt tên này, tôi tạo một cái list, các cái test box tôi đặt tên tương ứng, ví dụ như là test box như là mã học viên thì tôi đặt là tên học viên, tương tự tên học viên thì tôi cũng đặt là tên học viên. Rồi ngày sinh thì tôi đặt là tên ngày sinh, nơi sinh tôi đặt là tên nơi sinh, và đây là giới tính thì tôi đặt là tôi lấy một cái Rob Datalit ở đây các bạn, cái Rob Datalit đây, tôi lấy cái này ra vào được đây, xong đó tôi mới đặt cái tên lại nó là TT giới tính, thì tôi có một cái này. Rồi tiếp theo địa chỉ của tôi thì tôi cũng lấy dữ liệu ra, tôi cũng đặt một cái lấy một cái test box này. Tương tự tôi lấy test box này, test box này, cái này là test box, cái này là test box các bạn. Rồi test box tôi đặt tên là TT địa chỉ. Rồi tương tự đây tôi lấy là mã môn học, đây là Rob Vitalik, đặt tên nó là mã môn học, là mã lớp. Rồi tương tự cái này là hình, thì tôi lấy cái file upload này, tên nó các bạn thấy này, file upload. Rồi tôi đặt là TT hình, thì cái file upload các bạn lấy trong này, trong cơ sở dữ liệu chúng ta, trong cái tool box có file upload lấy ra đây. Rồi xong tôi đặt cái tên này. Rồi ở những mục này thì tôi là chỉ tới tôi lấy cái dữ liệu đa như thế này, drop data list này, nó dùng tên là new data. Rồi new data thì trong cái này tôi sẽ chọn, tôi lấy cái sổ này, tôi lấy sổ dữ liệu ở đây rồi tương tự cái này cũng vậy. Rồi mẹ giới tính lại là new này. Rồi tôi chọn đây là new data sổ. Rồi
Sau khi data source xong, các bạn đợi một chút thì nó sẽ lên cái bảng này. Tôi chọn công nghệ là Linkui Database. Đây các bạn có thể đặt tại đây. Đúng, ok. Rồi, xong đó các bạn chọn đây là cái tên chữa kết nối của ta đó là tên cơ sở dữ liệu của ta là cái này. Quản lý đào tạo trung tâm dạy nghề người tận tật. Rồi nét connection tự động thêm. Đây các bạn lấy bảng nào, ví dụ như là giới tính và lấy từ bảng danh mục học viên chẳng hạn. Thì các bạn có thể thêm tại đây cũng được, tùy. Trường hợp này tôi không có thêm ha. Rồi, tương tự như vậy, một là các bạn lấy cái đó, hai là các bạn làm cái này, các bạn chọn new item. Các bạn add nó vào hai cái tính, chọn mục add. Add xong rồi các bạn sẽ giá được cái này. Thì một textbox là cái tên, rồi value là giá trị nó tràn xuống. Thế là textbox tôi chọn là nam, value là nữ. Nam, còn đây là textbox là nữ. Thì value tôi là nữ. Và bấm ok thì bạn sẽ code được cái này. Tương tự cái data source thì lúc này danh mục lớp thì tôi lấy một lớp, chọn new data source. Rồi thế đấy, tôi cũng như là ra sổ rồi nhìn ok, chọn cái cơ dữ liệu của tôi. Rồi các bạn chọn đây là lớp, về bạn lên danh mục lớp đó. Rồi các bạn chọn hết tất cả, rồi các bạn đi chọn tất cả hoặc bạn sắp xếp này, sắp xếp thứ tự này, số tự đây giảm dần, rồi bấm ok, rồi next test này, đó test này. Test thử để xem. Rồi bạn bấm Finish. Đó thì nó ra được. Rồi tương tự khi nó bấm Finish xong ra cái bảng này, bạn thấy chú ý đây View Deadline, tức là hiển thị cho mình xem, hiển thị cái dạng là tên lớp. Nhưng mà cứ tràn xuống là tràn là cái mã lớp. Rồi bấm OK thì ra được bảng này. Đó. Rồi tương tự như vậy các bạn lấy hình. Thì hình các bạn lấy ra là tên hình. Sau đó các bạn double click vào đây. Rồi sau cái double click các bạn là chỗ kết nối ha, các bạn thêm cái hình này. Đó, mục này là thêm hình. Đấy, mục này là địa chỉ đường dẫn tới cái mục chứa hình này. Đó. Rồi tiếp theo, cái mục tiếp theo là cái mục này các bạn code này. Là chèn ngày tháng. Quan trọng của chèn ngày sinh này, tùy tôi lấy một cái box tương tự này. Xong đó các bạn vào cái mục này. Rồi gặp này ha. Các bạn là các bạn ở đây các bạn chọn là add reference, add reference. Add reference. Rồi xong bạn chọn nút rail à, trong này tôi có một cái tool cái Arab công nghệ, tôi sang công nghệ Arab tool control. Các bạn download trên mạng về cái tên này, rồi bạn bỏ vào thư mục bin trong cái thư mục cài đặt mục web của ta tên của này. Rồi bấm ok. Rồi sau tôi lấy toolbox bằng cách tôi chọn đây. Tôi nhấp phải là tôi chọn là nhấp phải màu trắng các bạn. Chọn này cho chu item. Rồi chọn chu item với là nút RAM. Nhớ là chọn một nét framework. RAM. Các bạn RAM tới cái nơi chứa của nó. Desktop này. Tôi để trong cái thư mục là web, trong thư mục là pin và cái này ha. Tôi lấy cái toolbox này. Rồi sau khi lấy bạn được chọn này các bạn. Đấy. Mặc định chọn sẵn thì để nguyên, bấm ok. Rồi sau khi các bạn ok xong thì nằm đâu trong đây này. Đây. Đó thì bạn double chọn máy tính, bạn chọn tìm cái kiểu là cylinder. Đây cylinder. Bạn double chọn cái này, double click thì tự động vào đây. Thì khi vào đây xong các bạn thì bạn chọn nó này. Đây đúng không? À, có đây rồi. Đây chứ. Rồi thì nó sẽ double sẽ lấy được cái này. Thì bạn chọn cái khung này, chọn chữ select này, chọn cái không. Sau các bạn chọn bên đây là các bạn kéo xuống tìm đoạn format. Các bạn định dạng như tôi là đi đêm bằng gì gì. Rồi sau đó các bạn đã ra một lần nữa, control panel. Rồi các bạn chọn cho tôi là region ha, and long bit. Giờ các bạn chọn là add, chọn depth, các bạn chọn đây là dd, man man gì gì. Chú ý chỉ man man các bạn bị viết hoa nhé. Rồi nó ok ha. Rồi ok. Rồi sau đó các bạn vào trong cái mục code này các bạn này.
code overlay cái nút ghi thông tin này. Code này các bạn, thì các bạn phải viết cho tôi cái dòng này. Thì dòng này chúng ta chuyển đổi dữ liệu này. Cái kiểu này là chúng ta thể add cái kiểu này tháng năm này là JD vân vân gì. Rồi xong chúng ta đặt tạo cột ngày sinh nhé. Rồi bằng cái này, tức là bằng cái này. Đó. Tại nó chấm này. Rồi như vậy sau khi xong rồi thì các bạn có thể view lên xem. Đó, view lên các bạn có thông tin về đó, ngày thì khi bạn xong tự động ra cái bảng này này, đó, mục đích của ta là ép cái toolbox ra cái này. Rồi đó, nên xin rồi chọn hình này đấy, rồi bấm gửi thông tin thì lập tức sẽ cập nhật xuống cơ sở dữ liệu đó, nó cập nhật các bạn, nhưng mặc định nó không cập nhật cái này mà nó sẽ cập nhật cả giờ nữa. Như vậy chúng ta muốn bằng gọn như thế này chúng ta phải làm thao tác này các bạn. Thì ở trong cái mục này các bạn lấy cho tôi cái mục này Grid View này. Thì đây tôi lấy một cái Grid View này. Xong bạn chọn New, các bạn Add Data Source. Xong bạn chọn Add Data Source ra mục này. Này, chọn trên cùng các bạn nhé. Này. Rồi, nhưng mà ở trong này các bạn chọn là Grid View này. New này. Xong các bạn nhấp kéo lớn này ra. Các bạn chú ý chỗ ngày sinh này. Các bạn chọn là Convert này. Chuyển đổi kiểu ngày sinh lên là ngày tháng năm. Chú ý chỗ này nhé, thì các bạn mới có ngày sinh hoàn chỉnh đẹp ấy. Chứ còn nếu bạn để mặc định như cái này cập nhật này, thì nó xấu nhé. Rồi để chúng ta view lên thì các bạn sẽ thấy được là kiểu này hôm nay đây, chúng ta chọn kiểu hiển thị chỉ mình ngày tháng năm, chúng ta không muốn hiển thị giờ thì chúng ta phải làm cộng đồng khi lại còn hoạt nữa thêm vào. Thì các bạn mới có kiểu ngày tháng năm đẹp như này được. Rồi như vậy là hết nhé. Quá trình hướng dẫn đây là kết thúc nhé. Chỉ đơn giản thôi.